Từ ngày bầu bí cho đến bây giờ, mình thành khách ruột của nhà Baby C Shop luôn rồi đó các mẹ. Hàng chính hãng mà giá cả phải chăng lắm nha. Dùng mấy sản phẩm thấy tiện ơi là tiện nên quyết định chia sẻ cho các chị em nhé. Đầu tiên là chiếc máy hút sữa Capidi Plus này cho mẹ nào muốn nuôi con bằng sữa mẹ nhắn tinh mà vẫn siêu tiết kiệm. Một máy này bao gồm hai bình sữa PPCU không mùi, an toàn, có độ thẩm thấu cao, hai nắp bình và núm thay thế. Động cơ máy chạy êm, nhẹ nhàng, không gây ồn ào các mẹ nhé. Máy điện đôi 9 cấp độ, hút còn kèm thêm cả massage nên không hề đau đâu các mẹ ạ. Mình dùng thấy thoải mái cực luôn ý. Máy nhiều cấp độ nên hút dễ dàng và sử dụng rất là tiện. Sử dụng máy hút sữa sẽ làm cho quá trình kích sữa nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp ngăn chặn tình trạng tắc tia sữa dẫn đến bị viêm vú nữa đó các mẹ. Tiếp đến là em gối cánh tiên này. Gối này mình mua từ khi bầu, dùng rất tiện nên hôm nay chia sẻ cho các mẹ luôn vì rất cần thiết đấy ạ. Gối dùng để kê bụng và kê lưng nên sẽ giúp các mẹ bầu giảm đau lưng rất là nhiều. Các mẹ sẽ có giấc ngủ ngon hơn và thoải mái hơn. Chất liệu vải than tre cao cấp rất là thân thiện với môi trường và cực kỳ an toàn cho các mẹ khi sử dụng. Đặc biệt là gối còn có thể điều chỉnh độ dài ngắn cho phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ nữa đó các mẹ. Tìm sản phẩm cần thiết và phù hợp để có cuộc sống chất lượng và thoải mái hơn nào các mẹ ơi. Mình để link em nó ở giỏ hàng nha, mọi người cùng tham khảo em nó nhé. Bye bye.